Rồi ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top Triệu Loron của mình ha. À, đây 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 đây, thơm thơm rồi. Một cái mạng như tụi lên luôn các bạn. Rất thơm nha. Tiếp nè, cầu nè, bình tĩnh. Đấy, còn ấy, thôi. Tôi đây, bay bắn chung, Ôi, bấm hello ơi. À, trận này thì tên bạn là hai là pháp sư đi support các bạn, giống như mình cũng đem Loron đi support luôn, và pha này là mình lại điều cầu trúng thằng Erin nữa bạn. Ôi, muốn bắt mình hả, đánh luôn, mình sắp hỏng tin nè. Tụ lên bắt này trước, lách thì cũng phải lên bảng rồi bạn ơi, pha này bạn đi rồi. Ok, vẫn chạy được các bạn ơi. Ai bắn mất mình hả? Bắn mất mình thì mình quay lại chơi nữa bạn. Rồi. Ui thằng Malok. Malok nó ăn phải đó. Thế nhờ. Còn sao mình đi support mà. Vô đây bạn. Rồi vô đây. Câu 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 câu. Đây mình bắt hai này trước đấy. Ui mà không trúng thằng VC kìa. Thế nhờ. Từ nha. Từ nha. Ê, nó bắt là ta, nó bắt mấy mình cả. Rồi ok, cũng lên được cái double kill luôn. Rồi quay lại nè, mày chắc nó hết công ty rồi các bạn. Núp ở đây thì cũng hết chạy thôi, không có đường nào chạy được hết trơn. Sao mà chạy được, mình dí cái này rồi, bạn hết công ty đúng không? Rồi thêm mình dí vô cái này, rồi lượm luôn, thêm cái mạng bá đạo cho mình. Rồi đi support nó phải khác các bạn. Khác bọt liền. Cầu nữa nè, tốc biến lên chơi nè, rồi lại Erin nè. Erin trận này khổ với mình nè các bạn. Gặp Erin ở đâu là quất ở đó, không không có gì phải lăn tăn nữa giờ. Rồi cướp được cái mùi xanh luôn, tiếp tục ăn ăn này đấy đấy, núp ở đây phải không, đông lắm. Tem mà ra, tem nó ra nè, mình còn giải nha. Đánh luôn, còn giải. Rồi chạy được rồi, hủy diệt cái mạng nào. Rồi pha này hủy diệt rồi, mình có to bộc phá các bạn, chơi mà chơi bộc phá. Tiếp tục chạy đi đâu nữa, pha này chạy đi đâu nữa, bắt luôn mấy bạn, mình rất là trâu luôn nha, tại vì lần này là mình lên full tank nha. Ngủ không nữa, ô ngủ không đập mình không thấm luôn kìa. mình còn giải nha, đánh luôn, mình còn giải. Ôi ơi gì mà nó trâu dữ gì không biết nữa. Ôi mấy bạn coi cây máu của mình nè, cầu nè, cầu qua nữa nè, cầu qua Erin nữa nè. Đấy đấy Erin nè, đấy lại Erin, lụm Erin. Ôi nó còn chưa cuối kìa, còn dưới cuối kìa. Ôi pha này mình chạy trước, đây bắt nữa nè, rồi mình còn giải nè. Rồi pha này hết chạy đi bạn, đi nãy giờ mình bị mình mất chắc cũng phải 4 5 lần này nha. Bạn coi KDA của mình là mình hỗ trợ 10 mạng luôn đó, KDA của mình vẫn xanh nha. Được cái là trận này các bạn là cầm con Rishi đi support bạn. Ê, đông quá vậy, đánh luôn. Rồi bạn hết chạy rồi. Rồi. Lại quỷ gì tiếp mạng tiếp bạn. Thôi thằng đây tiếp tục nè. Con này chạy đi đâu nữa? Rồi con này mình học cầu rồi. Cái gì? Nó né kinh thật. Erin đó hả? Đây, hết chạy nữa nè. Rồi lâu điểu rồi. Rồi con này mình không có S được mấy bạn này. S hoài nãy giờ tôi lên cũng rất là xanh nha, tem mà tôi lên nãy giờ đánh giá là hay cũng rất là xanh rồi đó. Thì mạng như bị gà nữa nè, rồi lộ sai rồi nha, con mắt lộ sai rồi. Bây giờ mình còn cầu tiếp tục bắt tiếp. Rồi bắt thằng mid tem mạng nè, nãy giờ mình bắt thằng Vegeta, ủa lộn Vegeta gì, tự nhiên quên quên tên nó ngang ta. Thôi phải này win luôn đi, quên tên đấy các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình đó. Hôm nay mình cầm Loron mình support nha bạn.